Này thiện hiện 32 tướng đại sĩ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa 32 tướng đại sĩ riêng có pháp giới, 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa 80 vẻ đẹp phụ thuộc riêng có pháp giới, 32 tướng đại sĩ tức là pháp giới, pháp giới tức là 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc tức là pháp giới, pháp giới tức là 80 vẻ đẹp phụ thuộc này thiện hiện quả dự lưu chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa quả dự lưu riêng có pháp giới quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác riêng có pháp giới quả dự lưu tức là pháp giới pháp giới tức là quả dự lưu quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác tức là pháp giới pháp giới tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác này thiện hiện tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa tất cả hạnh đại bồ tát riêng có pháp giới quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật riêng có pháp giới tất cả hạnh đại bồ tát tức là pháp giới pháp giới tức là tất cả hạnh đại bồ tát quả vị giác ngộ cao tột của chư phật tức là pháp giới pháp giới tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật này thiện hiện pháp thế gian chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp thế gian riêng có pháp giới pháp xuất thế gian chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp xuất thế gian riêng có pháp giới pháp thế gian tức là pháp giới pháp giới tức là pháp thế gian pháp xuất thế gian tức là pháp giới pháp giới tức là pháp xuất thế gian này thiện hiện pháp hữu lậu chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp hữu lậu riêng có pháp giới pháp vô lậu chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp vô lậu riêng có pháp giới pháp hữu lậu tức là pháp giới pháp giới tức là pháp hữu lậu pháp vô lậu tức là pháp giới pháp giới tức là pháp vô lậu này thiện hiện pháp hữu vi chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp hữu vi riêng có pháp giới pháp vô vi chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp vô vi riêng có pháp giới, pháp hữu vi tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp hữu vi, pháp vô vi tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp vô vi. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu thấy có pháp nào lìa pháp giới thì chẳng phải hướng thẳng đến sở cầu, là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết tất cả pháp chẳng lìa pháp giới.